Xin chào bạn, đây là bản lậu và bản lậu này sẽ được full vip 18 và 500.000 kim cương khi bắt đầu vào game. Quà ban đầu nhận. Ở bản lậu này sẽ có nhiều bạn thắc mắc, đó là tại sao mới level 45 mà có cả hai con Mega Rayquaza và Raymond Gaudon và S cộng mới nữa. Bởi vì là khi các bạn click vào cái link tải đấy cùng thì các bạn sẽ ra được một trang như này, nó sẽ hiện lên, nó tải xuống iOS hay là Android. Các hoạt đây là hoạt động nạp tiền, nó sẽ cho các bạn biết là tại sao lại có cái gói nạp tiền đây này, 100 nhân dân tệ này, 5S cộng ngẫu nhiên này, gói thức tỉnh trang bị này, toàn gói nạp 100 tệ. Đó là các bạn biết nguyên nhân là tại sao có nhiều người lại có được S cộng với S ngay từ đầu tiên, đó là họ nạp. Hiện tại đang có sự kiện bid war của cái xe vừa lậu này. 565.000 kim cương thì đó làm sao được đây? Tương đương với tầm 3 triệu kim cương, mình đang có 634.000 kim cương này thì điểm của mình cùng lắm là chỉ được đến 92.000 thôi. Kiểu gì cũng tách bid rồi, do đó cái sự kiện này mình cũng không thể chơi được với các đại gia ở đây rồi. Xe vừa lậu bid 7 hồi đầu cũng có cái sự kiện bid war này, nhưng sau thì bạn phải sao nhỉ? Bạn phải lên được kiểu dạng như là nạp lên VIP 8 thì nó mới cho tham gia. Thì VIP này kiểu gì cũng tạch rồi. Mình tối thiểu tối đa mình có lên được có gần 100.000 kim, 100.000 điểm thì ở đây hạng 6 nó đã 210.000 rồi. Chơi thêm 2 ngày nữa thì chắc là nó cũng lên, và chắc là mai nó cũng sẽ lên được 1 triệu điểm thôi. Không đọ được. Do đó ở sự kiện chắc là sẽ chơi ở sự kiện Red Draw này thôi. Đơn giản có 2.480 kim cương thì mình cũng sẽ lấy được hai con S cộng ở sự kiện này. Còn lên Mega thì lại càng đơn giản, bởi vì là ở cái bản này các bạn đã VIP 18 rồi này. Các bạn 50 kim cương các bạn đã mua được 300 điểm thể lực rồi này. Các bạn sẽ lên được level rất là nhanh, được mua đến 15 lần, tức nghĩa là tầm 4.500 điểm thể lực. Còn về kiếm kim cương ở bản này, đây là nhận được 800 thể lực, mất nhưng mà mất 10.000 kim cương. Trong này độn giá lên từ 1.000 lên 10.000. Phần quà kiểu như là đăng nhập sẽ tỏa nhận là kim cương này. Còn phần quà mà online ấy, lúc nào cũng sẽ là được 10.000 kim cương. Thì mỗi ngày các bạn click vào đây nhận quà online thì các bạn cũng sẽ được tầm đến 60.000 kim cương rồi. 70 các bạn sẽ mở được tính năng Mega. Các bạn bây giờ tìm những cái Red Draw nào mà có con Raymond Gaudon hay là Mega Rayquaza và quay đó thôi. Rất đơn giản, chỉ có 18.000 kim cương là có được cả một con S cộng rồi. Thế nên việc lên Mega ở trong cái server này quá là dễ. Thì cứ khi có sự kiện Red Draw này thì các bạn kiểu gì cũng sẽ lấy được S cộng bằng hai lần online, nhận được 20.000 kim cương. Thì việc lên sao 12 sao đây là rất đơn giản. Bản này chỉ để trải nghiệm thôi, bởi vì chưa biết là nó sẽ sập lúc nào. Đấy, coi như các bạn đã có một con S cộng rồi. Nhưng mà tất cả các Pokemon bậc S cộng ở đây ấy, nó đều kiểu dạng như là chưa nâng cấp skill giống như các bản khác, bởi vì nó chỉ là bản lậu thôi, nó vẫn là bộ skill cũ. Thì các bạn quay lấy S cộng ở đây, thứ nhất là mở Pokédex là một, thứ hai nữa là làm phôi cho SS Raymond Gaudon hay là Mega Rayquaza để trải nghiệm. Lúc nãy mình lấy con nào nhỉ? Xong các bạn đã có được 2S cộng đầu tiên rồi. Chết, hai con TNC à? Không sao, tiền và kim cương cho này kiếm đơn giản lắm. Bởi vì là khi các bạn lên level ấy,
level thì đơn giản rồi, thể lực mua này các kiểu, một ngày các bạn cũng có thể lên được tới tầm level 40 50 chẳng hạn. Chơi mấy ngày thôi là các bạn đã lên được lên level 70 rồi. Kim cương thì nhiều, mỗi ngày rất là nhiều, mà trong khi red thì cũng dễ. Bởi vì là khi mà các bạn lên level thì các bạn sẽ nhận được đó là 10.000 kim cương và một hòm thức tỉnh trang bị. Cho nên kim cương ở trong cái sự kiện này nó kiếm dễ. Còn bit war thì chẳng đọ được những đại gia ấy rồi. Ở phần dưới cái clip này thì các bạn sẽ thấy đó là mình đã để cái link tải bản lậu này ở đây. Về vấn đề tạo tài khoản, các bạn chỉ cần gõ tên của trong các bạn ở đó là xong. Link Android iOS này. Nếu các bạn cảm thấy link tải mà kiểu dạng như là chậm ý, thì các bạn sẽ phải tải cái app giảm lag, một trong hai app ở đây. Thì các bạn bật lên thì các bạn sẽ tải về dễ hơn, còn không thì các bạn sẽ sử dụng cái link media file này. Các bạn tải với tốc độ cao. Còn mod tốc độ của game giống như vừa rồi mình đang chơi thì có link ở đây rồi. Tải game về và tải và xong vào đến game thì nó sẽ hiện ra mục này. Mục này thì các bạn chỉ cần điền tên của các bạn vào thôi. Là bạn có thể tự vào được trong game rồi. Các bạn chọn server, kiểu dạng như bây giờ server 4 là server mới nhất chẳng hạn. Các bạn lưu ý đó là khi đặt cái nick ở trong cái tạo account ấy, thì các bạn đặt cái nick nào mà nó rất là khó khăn hay là khác đặc biệt vào, đừng đặt theo kiểu giống như mình như thế này, bởi vì cái account này mình cũng có chơi đâu, mình chỉ đặt đều dạng như là hướng dẫn cái tạo tài khoản thôi, mình đang chơi cái account khác cơ. Cho nên là nếu các bạn mà để ai biết được cái nickname của mình, nick account của mình ấy, thì họ có thể vào được, ai cũng có thể vào được khi họ gõ đúng như này. Do đó các bạn cảm thấy đó là khi mình gõ một cái tên bất kỳ ở đó nó cũng thể ra được. Một ví dụ như là ở cái server này mình tạo trước ấy, như này, có một người đã vào cái account này. Đây, đây là cái account mình tạo được trước. Với có người đã vào cái nick này của mình và đổi nó thành đã bị hack và thêm cái mặt cười theo kiểu rất là khoái chí, nhưng thực ra mình có chơi đâu. Và cái S cộng mình mua theo kiểu mà để lấy được kiểu Mewtwo ở trong này ấy, thì họ cũng phân rã hết, chỉ để lại một con này thôi. Đây là một nghịch thì cũng được. Cho nên các bạn lưu ý là nếu mà chơi trải nghiệm mình thì các bạn nên đặt cái account nào, đừng để ai có thể biết vào được nick các bạn. Mua một nhân vật các bạn yêu thích này, còn lại có 100.000 kim cương thôi. Tất cả các Pokemon trong này đây là toàn là bản đã cũ, skill cũng y xì như bản VIP 7 kia thôi. Nói chung các bạn bản này chơi chỉ để trải nghiệm thôi, chứ nó không không để các bạn chơi lâu dài đâu. Đây là quà của Mốc VIP rồi, bây giờ có thể là đúng đúng chất đại gia rồi đấy, VIP 18.